Chỉ bằng đội trưởng của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai vẫn thuộc về Lương Xuân Trường. Hiệp 1 của trận đấu vừa được bắt đầu. Đội hình xuất phát của câu lạc bộ chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gồm có thủ môn mang áo số 25 Dương Quang Tuấn, cao thủ số 7 Trần Phi Sơn mang băng đội trưởng, số 9 Trevor Watts, số 10 Phạm Tuấn Hải, số 12 Kelly, số 14 Đào Nhật Minh, số 15 Trương Trọng Sáng, số 19 Nguyễn Văn Đức, số 24 Ismail Akinade, người vừa có quả tạt vào khu vực 16m50. Số 28 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là Văn Vĩ và số 37 là Trần Văn Công. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đó là ông Phạm Minh Đức. Đội hình xuất phát của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở trận đấu này gồm có thủ môn áo số 26 Huỳnh Tuấn Linh, cao thủ số 3 Kim Dong Su, số 4 Damir Memovic, số 6 Lương Xuân Trường mang băng đội trưởng, số 7 Nguyễn Phong Hồng Duy, số 9 Nguyễn Văn Toàn, số 10 Nguyễn Công Phượng, số 11 Nguyễn Tuấn Anh, số 15 Nguyễn Hữu Tuấn, số 17 Vũ Văn Thanh và số 30 là Washington Brandao. Như vậy là trong đội hình xuất phát thì chấn thương là điều mà Văn Toàn đã vượt qua để có thể trở lại ở vòng đấu thứ tư. Văn Toàn chính là cầu thủ đã ghi bàn thắng mở tỷ số trong cuộc đấu trên sân Pleiku với Topland Bình Định. Và đó là bàn thắng đến từ pha kiến tạo của Công Phượng. Ngay cả trên những tình huống bóng hai khi bóng bật ra rất nguy hiểm. Công Phượng Văn Toàn sẽ khó có thể chờ đợi vào một trận đấu với thế trận cởi mở. Vào lúc này, áp lực dành cho đội bóng cuối bảng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong việc phải kiếm điểm. Đây là lần đầu tiên ông Phạm Minh Đức và ông Kia Thị Sắc đối đầu với nhau trên bàn ghế huấn luyện. Lại với khung thành. Trevor Watts không được. Sẽ không có phạt góc. Các cơ hội của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ dừng lại ở mức độ như vậy. Họ cũng giống như là Hoàng Anh Gia Lai, không thể phối hợp 1-2, phối hợp nhỏ ở cự ly ngắn và trung bình. Chỉ là những cú treo bóng vào khu vực 16m50 và cố gắng tận dụng chiều cao và những pha không chiến của Ismail cũng như là Trevor Watts. Văn Toàn. Randall không vào. Cơ hội 10-10 để cho cao thủ Anh Gia Lai có được bàn thắng mở tỷ số. Pha phối hợp khá hay. Đã sẽ cùng xem lại pha khống chế bóng của Văn Toàn trước khi tạo cơ hội cho Brandao. Ba cầu thủ phòng ngự của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chơi lăn xả. Vừa rồi được coi là cơ hội tốt so với những bóng trước đó mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được hưởng. Đứng trước bóng là Trevor Watts. Với cách lấy đà này rất có thể sẽ là một cú đá mạnh về khung thành của Huỳnh Tuấn Linh. Trevor Watts rất nguy hiểm. Cơ hội giúp cho các cổ động viên của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có cơ hội được cổ vũ cho đội nhà nhiều hơn. Ta sẽ cùng xem lại cú đá bằng mũi chính diện của Trevor Watts. Như vậy là sau khi Brandao. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với sân vận động Hà Tĩnh để tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ tư giai đoạn 1 của LS V-League 2021.
Ở hiệp 2 của trận đấu này thì đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ chấn giữ khung thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Hiệp đấu đầu tiên đã diễn ra không có nhiều điểm nhấn với một thế trận chặt chẽ được thực hiện trên sân Hà Tĩnh ngày hôm nay. Đội chủ nhà chơi với một đội hình được bố trí thấp, cố gắng đảm bảo được tính an toàn bên phía phần sân nhà cũng như là văn toàn lâm vào tình trạng đói bóng. Ismail Chevoas xuống rất nguy hiểm. Đó là cú đá có lực đi tốt. Bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Huỳnh Tấn Linh. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đá của Chevoas. Đã để thua trước Đương Kim Rình tiếp theo với tỷ số 1-2. Và Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Sài Gòn bằng bàn thắng từ chấm phạt 11m của Lý Nguyễn. Dứt điểm. Và không chơi bóng và dứt điểm ngay của Công Phượng. Ngay thi đấu mà những tiếng dứt điểm trúng đích là vô cùng hãn hữu. Cầu thủ tấn công của cái bên không có và nó giúp cho giải đấu trở nên hấp dẫn hơn. Như đã nói thì ở top đầu mọi thứ đang trở nên chật chội hơn sau thất bại của SHB Đà Nẵng và việc Nam Định để thua trước Viettel. Hà Nội có 3 điểm trọn vẹn và ngày hôm nay là 3 điểm của Hải Phòng. Là sẽ cùng chờ xem là Hoàng Gia Lai liệu có thể hướng tới vị trí dẫn đầu hay không. Chevoas dứt điểm. Một cú đá có phần hơi với của Chevoas. Chất lượng ngoại binh, những sự lựa chọn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải năm nay gặp nhiều vấn đề trong khâu chuẩn bị. Bây giờ thì họ sử dụng Chevoas cùng với Ismail. Là sẽ cùng xem lại và xoay người vào dứt điểm của Chevoas. Trên là Chevoas, chỉ có một mình anh. Đúng là một ngày thi đấu mà công việc của cao thủ phòng ngự Hoàng Anh Gia Lai là tương đối dễ dàng. Hồng Duy, Nguyễn Phong Duy sút bóng rất nguy hiểm. Như đã nói, khi mà cầu thủ tấn công như Brandao, Văn Toàn và Công Phượng bị bắt chặt thì những tình huống xuất hiện của Văn Thành hay Nguyễn Phong Hồng Duy có thể sẽ trở thành một giải pháp hay. Vừa rồi là một bóng mà Hồng Duy đã xử lý vô cùng tự tin, đá bằng chân không thuận nhưng có lực đi rất tốt và tạo ra một cơ hội thực sự cho đội bóng áo vàng. Phi Sơn. Quả tạt của Văn Vĩ. Đánh đầu. Và di chuyển cắt mặt và dứt điểm của Ismail. Trong khoảng 5 phút vừa qua. Sai lầm của Kim Đồng Xu và cơ hội dành cho Ismail. Ismail lại dứt điểm không thành công. Một tình huống thiếu chắc chắn của Kim Đông Su và nó đã dành tặng cho hàng tấn công của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh một món quà. Đáng tiếc là Ismail lại không thể đánh bại được Huỳnh Tấn Linh. Đường chuyền của Chevoas đưa Ismail vào thế đối mặt và cầu thủ mang áo số 24 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã quan sát khá kỹ trước khi thực hiện cú sút. Cơ hội rõ rệt nhất của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kể từ đầu trận.
Một cội 10-10 để đội bóng của huấn luyện viên Phạm Minh Đức có được bàn thắng mở tỷ số.